Cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của Lâm Đồng, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế của địa phương, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, sản lượng cà phê cũng như tạo mối liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Chương trình hợp tác công tư phát triển cà phê bền vững PPP đã được triển khai bước đầu để đem lại những hiệu quả khả quan. Chương trình hợp tác công tư phát triển cà phê bền vững PPP được triển khai thực hiện từ một năm nay tại một số vùng chuyên canh cà phê trọng điểm của Lâm Đồng, với sự tham gia của trên 1.200 hộ thuộc 19 nhóm. Tham gia chương trình này, các nông hộ được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc phòng trừ dịch bệnh, cung cấp dinh dưỡng, phân bón cho cây cà phê và tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận 4C. Nhờ vậy, năng suất tại các vườn mẫu đều tăng khoảng từ 2 đến 3% so với vườn đối chứng. Phê này tôi chăm bón mà theo cái quy trình đó thì rất là đạt. Chính cái vườn của tôi đây là thảm thực vật mà ở trong vườn đó là tôi nuôi cỏ. Và hàng năm là coi như vậy đó là cứ cắt cỏ 5-7 lần và cứ mỗi một lần tung phân xong rồi là cắt cỏ để nó có cái độ che phủ cho vừa không bị phân, không bị bay hơi với lại bị rửa trôi. Mà chính cái nền cỏ đấy là nó cũng tạo điều kiện để cho thiên địch với lại các cái loại mà côn trùng mà có ích cho cây cà phê. Nhờ cung cấp dinh dưỡng đúng thời điểm và đủ số lượng nên cây cà phê tại các vườn tham gia chương trình phát triển xanh tốt, lá cà phê xanh đậm, phiến lá dày, tăng khả năng kháng bệnh và chống chịu với điều kiện thời tiết thay đổi bất thường. Ngoài ra, năng suất sản lượng và chất lượng cà phê tại các vườn này cũng đều cao hơn so với các vườn khác. Nếu vườn mẫu đạt tỷ lệ 3,9 kg quả tươi cho ra 1 kg cà phê khô, thì ở vườn đối chứng phải 4,3 kg quả tươi mới được 1 kg cà phê khô. Nhờ kiểm soát được chất lượng nên cà phê của chương trình hợp tác luôn được đơn vị bao tiêu thu mua với giá cao hơn giá thị trường. Lúc thu hoạch cà phê thì người dân hái cà phê chín là nhiều hơn so với ban đầu bên cà phê 4C ấy, là có cuốn nhật ký nông hộ cho bà con ghi chép đầy đủ rõ ràng về chi tiết. Đây là cái chương trình giúp cho bà con nông dân từ một cái khâu chăm sóc, canh tác cũng như thu hoạch, chế biến, bảo quản xuyên suốt một quá trình để cho làm gì một cái sản phẩm cà phê mang tính bền vững, sạch để đưa tới tay người tiêu dùng. Thì trong cái chương này chúng tôi đã hướng dẫn cho bà con nông dân về cái cách là làm cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Thì 4C thì yêu cầu bà con là phải, thứ nhất đó là về cái lượng phân bón, chúng ta là phải sử dụng phân bón cân đối, đủ và cân đối và bón theo cái quy trình dinh dưỡng của cây. Cái thứ hai nó là hạn chế cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Qua cái quá trình phơi sấy thì bà con sẽ là phơi sấy trên bạc và có thể trên nền xi măng. Thì qua như thế thì sẽ đưa ra một cái chất lượng cà phê nó bảo đảm. Đây là cái khâu quan trọng và cái yếu tố cuối cùng để cho một cái quy trình phát triển cà phê bền vững. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả của chương trình hợp tác công tư phát triển cà phê bền vững, trong thời gian tới, cơ quan chuyên môn Lâm Đồng tiếp tục củng cố hoạt động của các nhóm trưởng theo hướng hình thành các tổ hợp tác xã trong sản xuất cà phê, đồng thời nâng cao tính chủ động và tính tương tác giữa nhóm trưởng với các hộ nông dân. Trong đó, chú trọng phát triển các hợp tác xã theo hướng dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp và thu mua nông sản cà phê 4C bền vững. Mặt khác, có sự hỗ trợ về kỹ thuật, kinh phí cũng như đầu tư mở rộng mô hình giúp các thành viên hợp tác xã và nông dân trồng cà phê tăng thu nhập, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành sản xuất cà phê bền vững ở địa phương.